Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là tiếp tục 4 củ loa tép 750 với mức giá thanh lý mong muốn bán hộ được là 850.000 trên một đôi và bao ship cho các bác nhé. Các bác mua mới là tầm 1.4 triệu đến 1.6 triệu, rẻ rách cũng phải 1.2 triệu rồi. Thì cái này là tình trạng còn khá là tốt và em xin giới thiệu qua như sau. Tất cả đây là củ 750. Côn 74.4, có đời thì côn 72. Đấy. Và những dòng này thì là có hai đời như sau. Các bác nên để ý này. Home Acid, con này là 1.4 inch. Home Acid của con này thì là 2 inch. Các bác nhìn thấy. Đấy. Con này thì là 2 inch này. Củ nó to này. Đấy. Thấy chưa? Củ nó to này. Home Acid của nó là đến đây. 2 inch. Còn con này là 1.4 inch này, nó chỉ đến đây thôi. Đó. Thì home acid này nó rất là quan trọng với những hệ thống loa các bác chơi hay là hệ thống na dây các bác đang sử dụng hay là loa hỏa tiễn gì đấy. Có nhiều cái họng các bác nắp cái home acid 1/4 inch vào, các bác sẽ nhìn thấy viền ngay đây, nhìn thấy cả viền. Đấy, nhưng có cái home thì lại vừa luôn cái viền này. Thì ngay đây em sẽ lấy ngay cái họng kèn của cái dòng 715. Họng này là home acid là 1/4 inch, 1/4 inch. Đấy thì nó vừa khít này. Khi các bác nắp sang cái này thì các bác sẽ bị hụt đi. Đấy. Thấy chưa? Đấy, nó sẽ bị bé hơn. Còn vào cái này thì lại vừa khít luôn. Đấy, các bác nhìn thấy luôn. Thì đây là cái ví dụ cho các bác. Nên là các bác có đang dùng cái họng kèn nào thì phù hợp với dòng đó. Giá đồng đều 4 củ loa như nhau. Các bác lấy theo cặp nhá. Đây này, một cặp này là 1/4 inch này. Đấy. Và một cặp này thì là 2 inch này. Thấy chưa? Củ 2 inch nó to hơn. Đấy. Nói chung là nếu như các bác mà không biết thì cũng sẽ nói là đời trước đời sau, không phải. Cái này hãng người ta thiết kế ra là có đời 1 inch, có đời 1/4 inch để phù hợp vào ví dụ loa mid ram hay là nằm hấp ép thì sẽ sử dụng là họng chép ra là 1/4 inch. Còn nhiều củ loa mà yêu cầu là mồm to rộng hơn thì là phải dùng cái 2 inch này. Đấy. Nhưng mà tỷ số nén và tiếng nó hay hơn thì 1/4 inch nó sẽ hiệu quả hơn là 2 inch. 2 inch là yêu cầu là côn phải côn 100. Nhưng đây toàn côn 74.4, có đời thì lại 72. Đấy. Và về phần côn loa thì xin chia buồn luôn với chú ở ngoài Hải Dương và cũng xin nhấn mạnh luôn với toàn thể các bác khách. Thì có 3 chiếc là côn dây đồng tròn, nhưng đang có bệnh này. Cái này thì đơn giản thôi, bên em sẽ giúp. Nhiều con này, viền này. Đấy. Nó rất là chắc chắn, không làm sao. Đấy. Cậy nó không nên, nhưng có con thì lại cậy nó phát lên. Nó đang bị há mồm ra. Kiểu đánh mạnh quá nó bung keo này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Đánh nó mạnh quá nó bung keo. Cái này thì em sẽ mang cho thợ chuyên môn họ gắn và nắn lại. Đấy. Con này cũng bị này. Nè, háo mồm mồm à. À, thấy chưa? Nên là em đã bảo rồi, nếu như nó hỏa tiễn các bác phải kiểm tra cái loa của các bác đã. Loa của các bác thật là tốt, thật là xịn. Nó không bị làm sao, nó không bị tung keo đấy thì tiếng rất là hay. Còn nó bị tung keo này thì tiếng nó không hay một tí nào. Đấy. Cái điện thoại này tự động thay đổi góc màu này chết dở. Và những cái côn loa cuối cùng đây thì con này là côn dây nhôm dẹt. Đấy. Có đúng một chiếc là côn dây nhôm dẹt. Đấy. Còn lại các cái kia thì côn dây tròn. Con này củ màu đen, ốp đen. Thế nó mở ra này. Đấy, con này thì lại compressor, device. Tem này tem dán thôi. Nếu mà PA xịn thì ốp này của nó sẽ bằng hợp kim nhôm. Còn đây là bằng nhựa hết. Tất cả bằng nhựa hết này. Các bạn nghe tiếng này gõ này. Đấy. Nghe nó kiểu ấy. Đấy, các bác nghe tiếng khác không? Cái này home. Đây là to hơn. Còn đây là cái ốp của nó sẽ bé hơn, nhưng nó lại có thêm cái tiêu âm. Đấy, để tránh phản xạ cái âm nó rộn ngược lại. Đây là của 1/4 inch này. Nó có mút tiêu âm này. Còn đây là 2 inch này thì nó không có. Côn thì như nhau. Có thể đặt côn loa này vào cái loa này, đặt côn loa này vào cái loa khác được. Đấy. Các bác nha, đây là cũng chia sẻ luôn với các bác. Đây là nhiều các bác không biết đâu.
Giá thì em đã đọc rồi, 850.000 một đôi, vào ship cho các bác bán hộ nha. Ship chỉ mấy chục nghìn thôi, rẻ thôi. Đấy, để các bác xem và tham khảo. Có những cái thì ví dụ nó bị tung keo này này thì em sẽ mang cho thợ chuyên môn họ gắn keo lại giúp thôi, cái này không lấy được tiền đâu, mất tiền xăng xe thôi. Đấy, con này thì lại có cái miếng đệm đây. Đấy, con này thì nó không miếng đệm, nó kê lên này. Con này thì không có đệm. Đấy, ba con này không có đệm. Đây của nó sẽ lần lượt như này. Đấy, lần lượt như này. Nói chung là với mức giá này thì các bác có thể khen và chê đủ điều, nên em không nói hay được. Các bác có thể nói đắt, có thể nói rẻ. Còn với những các bác nào mà vẫn tham rẻ phải 200.000, 300.000, em nói rằng các bác không mua được đâu. Đầu cái côn loa giờ đã 200 mấy rồi, 220, 240 một cái côn dây tròn này. Còn nếu mà côn dây nhôm dẹt như này nhá, riêng cái côn này nếu mà mua ngoài là đã vào hình như là 320, 340 một cái rồi. Chứ không nói là lấy giá số lượng, nó số lượng sẽ rẻ hơn. Đây là cái hàng có sao thì bán vậy thôi, bán giúp các bác thôi. Các bác nâng cấp loa thì bây giờ em nhận trách nhiệm là tiêu thụ hộ các bác những hàng nào các bác không ưng lắm. Đây ví dụ như con này thì được cái côn nó tép nó xịn này. Đấy, còn mấy cái này thì phải gắn lại côn hết. Cái này thì em sẽ mang côn xuống dưới thành phố, nhà thợ chuyên môn họ sẽ làm giúp cho. Thợ người ta lấy tiền thì mình phải trả tiền, còn không lấy tiền thì em xin. Đấy, được không ạ? Có sao nói thẳng thế, còn các bác nghe ưng thì lấy, còn không ưng thì thôi. Không bắt em cam mua đâu. Tiếng thì nói chung là khá là hay. Đấy, ví dụ như này là một đôi này, như này là một đôi này. Đấy, các bác mà ôm phát hai đôi luôn thì ngon. Đấy, hai đôi giá vẫn vậy nhá, bởi vì giá đây là giá thành lý bán hộ rồi, không có mặc cả được đâu. Còn các bác mà bớt này bớt kia là không bớt đâu. Đấy, cũng nhân tiện đây thành lý giúp chú luôn là một đôi phân tần. Đây là Pro 2528, đôi này hôm trước em báo giá rồi. Đấy, là 1 triệu các bác nhé. Đây là cũ nó tép đây. Ok, giới thiệu đến đây thôi nhá. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp với em. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau. Hôm nay đóng gói rất nhiều đơn hàng. Cổ nó ban, cổ nó teo, các bác đặt lý địa ra. Đây là ốc này. Đấy. Cái con đen thì nó có 4 con ốc đen. Đấy, còn mấy con xanh thì toàn ốc xanh. Đấy, thích mới tài. Hay nhỉ. Đấy, loa của chú dùng rất là giữ gìn, bôi cả min vào đây, dấu nhớt vào đây này. Đấy, thấy không? Có cái thì em lau rồi, có cái thì em chưa kịp lau. Sợ nhét nhét hết cái tay. Ok nhá. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.